với Long từ đầu là không thích, nói chung là ghét, nói chung là ghét. Vô tình con người khách Long thì lúc một con người xuống con nữa thì ngã nhẹ với con với Long. Thì Long tẩy con ra, Long tẩy con ra. Bọn con là thường hay là hay đánh yêu một cách quá đáng. À, đánh yêu một hơi đau đi. Thì đương nhiên là bọn con thì thấy cái việc này đánh yêu rất bình thường thôi. Nhưng mà với con thì cái việc ấy xảy ra tần suất nhiều quá mà thấy như chóng thật. Đánh mà mỗi lần là không phải kiểu là ngày đâu mà đánh đi ra là nó phát ngày luôn vào thẳng tay vào thằng không cái thứ này. Thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện về gia đình, về hôn nhân đến từ cặp vợ chồng đầu tiên. Wow. Ngồi sâu vô con. Dạ vâng. Chào hai bạn. Em có nhận ra bạn này không? Có gặp nhận ấy, nhận ra liền. À, quá nổi tiếng luôn. Thì đó. Đây là gia đình Thủng Long. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Thì tên của con là Phan Tuyết Nga. Con thì sinh năm 93 thì hiện tại thì con và chồng con đều làm là sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội ạ. Và bình thường thì ở nhà thì con hay được gọi là bom. Ở trên mạng cũng sẽ gọi là bom. Hello bếp bom. Con ơi. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ, cùng với tất cả các khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Tên thật của con thì là Tụ Long ạ. Thần Tụ Long con. Chứ không phải Tự Long hả? Dạ không ạ, không ạ. Tụ Long. Tụ đi ạ, tụ đi ạ. Nguyên một bầy rồng, nó tụ lại. Nhưng mà con chưa nói mình bao nhiêu tuổi nè. Dạ con, cả hai vợ chồng con đều là sinh năm 1993. 93. Con tuổi năm nay là bọn con 30 tuổi. Rồi, thế bây giờ mình đang làm gì luôn nè? Dạ vâng, cả hai vợ chồng con thì đều đồng hành cùng với nhau trong rất là nhiều công việc khác nhau. Và thời điểm hiện tại thì bọn con đều đang là những nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Cái cơ duyên nào mà các bạn biết nhau? Có mình lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau? Và bọn con thì ngày xưa là dân nhảy, có đi nhảy với nhau từ hồi đại học ấy ạ. Ấn tượng của con với Long từ đầu là con không thích. Nói chung là ghét chứ cũng. Nói chung là ghét chứ cũng. Tại sao vậy? Vì là thấy bọn con hai nhóm khác nhau và có cơ hội là được tham gia tập cùng nhau trong những cái dự án chung ấy ạ. Thì cái lúc đấy là bọn con tập xong thì con cũng khá là mệt. Vô tình con ngồi cạnh Long. Thì lúc mà con ngồi xuống con nữa bị ngã nhẹ phát vào người Long. Thì Long đẩy con ra. Kiểu tránh ra kiểu vậy ạ. Thì lúc đấy con cảm thấy là ôi ông này sao mà bị vô duyên đấy. Là con không thích. Bây giờ phải hỏi Thủng Long, tại sao một người đẹp như thế ngã vô người mình, tại sao mình không hứng mà mình lại xô? Hồi đấy là con hoạt động khá là sôi nổi và cái tính tình của mình thì cũng hoạt bát và năng lượng. Thêm một cái khía cạnh nữa, hồi đấy mình cũng trẻ nên là mình cũng chưa nhận thức được tất cả những cái hành động của mình là nó mang tính chất kiếm nhã hay không. Và lúc đấy vì là còn cái môi trường mà mình làm việc và hoạt động còn là rất nhiều bạn bè đồng trang lứa với mình nữa. Cho nên là đối với con ở thời điểm đấy thì cái hành động mà con xô bạn ấy ra là một hành động con đang cố gắng trêu và đùa với bạn ấy thôi. Để cố gắng tạo ấn tượng với một cách là với một cái ý là mình là một người thoải mái và thân thiện. Tức là con tạo nét nhưng mà lại bị nhầm đường ấy. Dạ vâng, bị vô duyên ạ. Vậy thì làm sao hai đứa sau đó là tiếp cận với nhau? Không hiểu lý do vì sao. Thực ra cái thời điểm đầu ấy ạ là Long khá là nhiều bạn nữ thích. Mà lúc đấy thì con còn đang độc thân. Mọi người cũng hay hỏi là con có người yêu chưa? Con bảo con chưa có. Thì không hiểu lý do vì sao cả nhóm cứ hay kiểu gán ghép ấy. Vâng. Nhưng mà đến một cái sự kiện khá là gọi là bất ngờ. Lúc đấy là con tập nhảy ở trên nhóm xong con về thì con quên điện thoại ở trên phòng. Thì con không biết gọi cho ai cả mà con chỉ nhớ số của một anh ở trong nhóm con thôi. Con gọi điện cho anh ấy thì anh ấy vô tình ở cạnh Long. Mà cái bạn mà cầm điện thoại của con thì trong nhóm của Long. Thì Long mới trêu con là cậu có yêu tớ không? Thì lúc đấy Long chỉ trêu thôi, tại vì cái tính của Long lúc đấy là hay thích trêu các bạn nữ ấy. Vẫn tạo nét đấy. Vâng, tạo nét ạ, vâng. Thì lúc đấy con mới bảo với Long là dở hơi à, mất điện thoại rồi còn trêu. Xong Long bảo là trả lời đi, có yêu tớ không? Trả lời đúng thì tớ mới nói điện thoại ở đâu. Thì lúc đấy con mới trêu lại là ừ thì yêu. Đấy, con mới trêu thế thôi. Đến lúc sau buổi tối về, Long mới viết một cái status ấy ạ. Lên trên Facebook ấy là hôm nay được người ấy tỏ tình. Nên là từ cái sự kiện đấy tất cả mọi người trong nhóm lại càng trêu nhiều hơn. Nhưng mà đến mãi về sau này khi mà bọn con lập gia đình ấy, có con, thì thấy lại đấy là thực ra là cái định mệnh ấy ạ. Tại vì là ở cái thời điểm mà Long viết cái status đấy là ngày 20 tháng 9 năm 2012. Thì sau đấy đúng 9 năm là ngày 20 tháng 9 năm 2021
là con gái đầu lòng của bọn con ra đời. Số 1 và số 2 đổi chỗ với nhau thôi ạ. Đúng 9 năm. Rồi khi nào thì con mới nghiêm túc với tình cảm với cô này? Dạ thực ra thì cái thời điểm đầu tiên mà con ngỏ lời với cả vợ con ấy là ngỏ lời là muốn làm bạn gái. Thì thực ra lúc đấy con chưa có ý định nghiêm túc. Đấy con nói thật. Nhưng mà cái cảm xúc của mình nó được xây dựng dần dần theo thời gian. Thì mãi cho đến một cái thời điểm là sau cái quãng thời gian mà bọn con có chia tay một năm đấy. Thì lúc đấy là cả hai bọn con đều có một cái sự thay đổi về mặt suy nghĩ và tâm lý của mình. Cái khoảnh khắc mà bọn con quay lại chính là cái thời điểm mà con xác định là mình muốn được trưởng thành hơn, mình muốn được đi đường dài hơn với bạn gái này. Nhưng mà cô hỏi là lý do gì mà tụi con chia tay nhau? Cũng là bởi vì con cảm thấy là đây là một mối quan hệ nó không được an toàn ấy. Tại vì là lúc đấy thì khi mà bọn con yêu nhau một năm đầu tiên ấy thì Long vẫn đang rất là thoải mái, bay kiểu nhảy. Bay nhảy và không có cái gì kiểu đi quá giới hạn, nhưng mà thích nói chuyện các bạn nữ khác. Và cái cảm xúc đấy của con thì con cảm thấy là con không muốn không muốn ở cái thế kiểu gọi là phải chịu đựng cái cảm xúc đấy. Con trải qua một quãng thời gian như thế thì con mới bắt đầu cảm thấy là nếu như mà mình đặt cái việc mình đi tìm kiếm vẻ đẹp hay là tìm kiếm nhan sắc trở thành một trong những cái tiêu chí để chọn bạn gái cho mình, hay là nếu như mà mình có thể nghĩ xa hơn và chọn bạn đời cho mình, thì có vẻ cái tiêu chí này nó không phù hợp nữa. Tại vì thực sự là ngày hôm nay mà có bạn nữ này sinh, ngày mai chắc chắn sẽ có bạn nữ sinh hơn. Đúng rồi. Vì thế cho nên là mình nên thay đổi cái tiêu chí của mình đi, bởi vì cái mong muốn cuối cùng của mình là mình muốn đạt được cái điểm hạnh phúc lớn nhất. Thì là cả hai đều thay đổi để mà hướng tới một cái tình cảm nó lâu dài hơn. Vâng. Và sau cái lần chia tay đó thì là chắc có lẽ là cưới luôn chứ đúng không? Vâng, bọn con yêu nhau độ 6 năm. 6 năm nữa. Sáu năm nữa. Đúng không? Nhưng mà tại sao lại yêu nhau lâu tới 6 năm mới cưới vậy? Thì gia đình hai bên đều đồng thuận cái tình yêu này đúng không? Vâng ạ, dạ. Đúng ạ. Thế mà tại sao lâu vậy con? Lúc đấy bọn con cưới nhau năm 27 tuổi. Thì bọn con cứ nghĩ là chưa muốn cưới sớm nữa. Và lúc đấy bọn con cũng nói chuyện với nhau là chắc là phải đầu ba đi chơi vơi thì mình mới cưới. Nhưng mà chính gia đình là người tác động cho bọn con đến hôn nhân nhanh hơn đấy ạ. Là ai? Là mẹ chồng con. À, là bên gia đình chồng hả? Vâng. Thôi, đâu, con kể cho cô nghe cái hôm con cầu hôn bạn này xem như nào nào. Chắc là cái ngày mà con cầu hôn ấy. Hôm mà con cầu hôn ấy thì thực ra là con là tính cũng hơi cầu kỳ. Mình thích làm một cái gì đấy đặc biệt cho người phụ nữ của mình. Mọi người thì có thể là cầu hôn bằng nhẫn, nhưng mà con thì con đồ cầu hôn bằng đồng hồ. Thì cái đồng hồ nó tượng trưng là anh sẽ dành toàn bộ thời gian của anh dành cho em. À, lãng mạn. Ngoài tặng ra đồng hồ thì ảnh còn có nói những cái lời rất là lãng mạn hay là có quỳ xuống không? Vâng. Long đặt cái đồng hồ đấy là đặt ở bên Hồng Kông và khắc tên của Long ở trên đồng hồ ấy ạ. Đồng hồ gửi về Việt Nam thì con là người nhận, nên là con cũng có gọi trước khi Long hỏi một câu là cái đồ này của ai, thì Long mới bảo là của mẹ chồng anh, của mẹ đấy. Đừng có mà mở ra mẹ chửi rồi đấy. Thế là con không dám mở. Thì con vẫn không biết đấy là đồng hồ cầu hôn. Thế lúc sau thì Long mới đặt một cái chuyến đi là vào sang Thái Lan đấy ạ. Để bọn con đi chơi, xong rồi Long sẽ tiện để cầu hôn con. Cái ngày hôm định cầu hôn thì trời mưa rất là to. Nhưng mà con không đi đâu được, nên là ở khách sạn. Tuy nhiên buổi sáng sớm hôm đấy thì Long mới ngồi, Long mới tâm sự, Long mới nói chuyện với con là anh rất vui vì vợ đồng hành với anh, rồi anh cảm ơn vợ vì vợ đã tha thứ cho những cái sai lầm của anh để chúng mình có một cái cơ hội khác. Con nghĩ là Long đang trêu con, tại vì bình thường là hai đứa rất là cợt nhả. Thế con mới bảo, con mới trêu ngược lại Long bảo là anh làm sao ấy, định cầu hôn em à? Con mới buột miệng con là cái đấy. Đặc vị luôn. Vâng. Làm thằng bé cuồng cờ hơi. Ê trời ơi, mãi này có người nói được đúng nỗi lòng của con. Nhưng mà sau cái câu họ cũng nói của con đấy thì Long lại khóc. Long lại khóc. Nước mắt đâm mũi tèm lèm luôn. Xong lúc đấy con mới giật mình, con mới nghĩ là ôi hình như mình lỡ mồm rồi, hình như đúng là cầu hôn thật. Xong rồi Long mới quỳ xuống, Long mới lấy từ dưới gầm giường ra cái đồng hồ. Long lúc đấy con mới kiểu con cũng nước mắt nước mũi tèm lem theo luôn. Sao con lại khóc hả con? Dạ thì thực ra là cái chặng đường mà bọn con trải qua nó cũng có nhiều cái sự nhiều biến động, nhiều thăng trầm, nên là con cũng cảm thấy là đấy là một trong số ít những lần con cảm thấy rất là trân trọng về khía cạnh tình cảm của hai đứa từ thời điểm trước đấy về sau. Sao? Bây giờ đến sau khi lấy nhau rồi thì có những chuyện gì vui không? Vui và vỡ mộng có.
cái lúc mà ở về nhà ở với nhau ấy, con thời điểm đầu con bị một cái áp lực vô hình là ông này nó ông quá là ngăn nắp. Ông ngăn nắp mà ông quá là khó tính luôn đấy ạ. Đến cái mức mà bình thường mà mọi người bảo là ở với nhà sử mà ở với mẹ chồng ấy thì mẹ chồng rất là khó tính kỹ rồi đúng không ạ? Nhưng mà đến mức mà mẹ chồng con phải nói với con rằng là em ơi, tao không thể chịu thằng Long này luôn ý. Sao nó có thể sạch sẽ được như thế đâu. Thật ra thì con cũng không biết là dùng từ sạch sẽ nó có đúng hay không. Nhưng mà thật ra con nghĩ là nó sinh nghiêng về yếu tố là ngăn nắp nhiều hơn. Tại vì là con thì con có cái tính là ở nhà mà mình mua những cái đồ giá kệ cái thứ để phục vụ mục đích là sắp xếp đồ vật ở trong nhà ấy. Mà nếu như nó không được tận dụng hết công năng ấy thì con kiểu cảm thấy nó bị cái món đồ ấy bị vô nghĩa, bị phí phạm ấy. Một cái câu chuyện đấy là về thì con mới bảo với Lâm là con muốn mua một cái nồi áp suất. Thì để mua được cái nồi đấy con phải làm một bài thuyết trình với Lâm rằng là mua cái đấy để làm gì, vâng, để làm gì, mua cái đấy có công dụng gì, mua cái đấy xong thì nó khác gì với một cái nồi bình thường. Đơn giản là bởi vì khi mà Long nghĩ là mua về không biết để chỗ nào. Đúng rồi ạ. Vâng. Con phải thanh minh tí là thực ra con không phải kẹt xỉ. Không cái gì đâu ạ. Nhưng mà thực ra là kiểu mình bị một cái tính đấy là đấy, cái biết đấy mà. Mua về là dùng để làm cái gì. Dùng và phải để ở đâu vì đúng không ạ, chứ không là nó phí. Đúng rồi ạ. Chứ còn mua đồ cho vợ là vung tay rất là thoải mái luôn. Rồi ok, và thêm tật xấu nữa đi. Nói chuyện với vợ có nhẹ nhàng không? Lúc có lúc không ạ. Thực ra là nếu như ai mà bắt đầu tiếp xúc với Long thì rất dễ nghĩ là Long là người khó tính. Bởi vì cái cơ mặt của bạn chồng con ấy là nhăn nhó, nhăn hay bị nhăn kiểu vui cũng nhăn đâu kiểu... Không thấy nhăn đâu, đâu nhăn đấy. Dạ không ạ. Thưa anh, có thể làm khi nào mà con mà hay chăm chú lắng nghe là mà con bây giờ con chăm chú đi, con chăm chú đi. Không, mặt này thì nhìn khó tính thật, nhìn vô phát là nhìn tưởng khó thật. Mà con mà lúc mà con nghe là con không kiểu là hướng thẳng mặt về đối phương đâu, mà con sẽ giữ tĩnh cái đầu như này và ai nói gì thì con sẽ đưa mắt về chỗ đấy thôi. Đâu làm lại cảm giác nó hơi hơi lườm đâu nhìn coi. Không có ý gì đâu, nhưng mà cái thói quen mình từ ngày xưa thế cũng ít người nhắc ấy. Cái đó không phải tật xấu nhưng cần phải sửa. Đúng rồi ạ. Con ạ, cần phải sửa để gọi là tạo những cái mối thiện cảm cho người đối diện, đúng không? Rồi sao còn nữa? Gì nữa? Tranh luận vấn đề hay cãi vã nhau gì như thế nào? Là có ai nhường con không hay là cãi cho bằng lúc được? Lúc có, lúc không ạ. Lúc có, sẽ có những lúc cãi cho bằng được luôn. Cãi tại vì bọn con bằng tuổi nhau nên nhiều khi là giống như bạn bè ấy ạ. Tranh cãi nhau như kiểu là hai thằng bạn ngồi với nhau để tranh luận với nhau luôn ấy ạ. Thế giờ con có mong Long thay đổi cái gì không? Trong công việc ấy, đôi khi Long cầu toàn quá khiến cho Long bị cuốn vào công việc và không có những khoảng thời gian không để tâm đến vợ con lắm. Con nói với Long là kiểu con của mình ấy thì nó còn cái tuổi thơ của nó ngắn lắm. Nên là nếu như mà mình không dành thời gian cho nó thì đến một thời lớn quay. Đấy rồi mọi người nó hết thân đấy. Thật ra cái này không thân với con đâu. Thật ra cái này là những người mà làm về sáng tạo nội dung á rất dễ hay gặp. Tại vì người sáng tạo là người cần phải có sự tập trung. Vâng, đúng rồi. Và khi tập trung thì đôi khi nó quên mất tất cả mọi thứ. Vâng. Rồi, tới Long. Bắt đầu phản pháo đi. Phản pháo kể sâu đi anh. Đầu tiên là về việc mà Bom nói là con ngăn nắp quá. Thì là ngược lại một cái là Bom thì là hơi bừa bộn đúng không? Vợ con biết tính không phải là một người bừa bộn. Nhưng mà chẳng qua là tại vì là ở cạnh con thì con lại bị hơi quá. Nên là đôi khi là trước khi mà Bom dọn dẹp những cái chỗ đấy thì con nhìn con đã thấy ngứa mắt rồi. Dọn xong, làm xứ xong luôn. Thì là mình làm xứ luôn mà những người nào mà hay có cái xu hướng như thế thì làm xong mình lại cáu. Là có một cái mà con thực ra con thấy rất là khó chịu. Vợ con là thường hay đánh yêu một cách quá đáng. Đánh yêu mà hơi đau đấy. Thì đương nhiên là vợ con thì thấy cái việc cái đánh yêu rất bình thường thôi. Nhưng mà với con thì cái việc cái xảy ra tần suất nhiều quá mà đánh thì đau thật. Đây đúng. Đánh mà mỗi lần là không phải kiểu như là như này đâu mà đánh đi ra là nó phát như này luôn vào thẳng tay vào thẳng hông cái thứ nó này sức trẻ rồi. Mà con nó sức trẻ mà. Xong mà lằn cả cái vết tay lên người luôn. Thế rồi có cướp không? Như bình thường. Có tung cước đi chồng không? Đã có chứ ạ. Có luôn. Có đi thi thẳng qua phạt phát vào mông hút chồng cái. Nhưng mà vẫn đang cười hề. Nhưng mà nhiều lúc con có phản đam lại không? Dạ con muốn đánh lại lắm ạ. Có mấy cái anh vẫn đánh lại em. Con là quan điểm là vợ chồng là phải công bằng. Đánh vào con vào chỗ nào thì con sẽ phản hồi lại đúng vào chỗ đấy. Mà có không mà bằng một lực tương tự. Không, thường xuyên là thường là con sẽ đánh nhiều hơn. Sao nữa, còn cái gì nữa không? Có hay rơi nước mắt không? Cái này thì chắc là với con thì con nghĩ là cái này là cái điểm yếu. Con nghĩ là tật xấu thì nó không hẳn, nhưng con nghĩ là điểm yếu lớn nhất. Và trong cái cuộc sống hôn nhân của bọn con thì Bom có một cái tính cách là cảm xúc khá mạnh.
tính cảm xúc khá mạnh, nên là trong những cái cuộc tranh luận mà mình muốn giải quyết một cái vấn đề nào đấy liên quan đến mối quan hệ gia đình hay là kể cả công việc đó, thì mà Bom dễ rơi nước mắt. Con là cái tuýp đàn ông kiểu có cái tư duy kiểu điển hình ấy, là con nghĩ rất là logic trong quá trình tranh luận đấy. Mình thấy là cái vấn đề này nó không có cái gì đến mức mà nó phải rơi nước mắt, phải rơi nước mắt như thế cả, và hoặc là thậm chí nó cũng không liên quan đến vấn đề cảm xúc cơ. Mà Bom mẹ lại dễ xúc động như thế. Thì với con ở trong những trạng thái đấy, thực ra là hai đứa cũng sẽ rất là khó để trao đổi với nhau. Nhưng mà thực ra là dần dần thì cũng quen, bản thân là Bom bây giờ cũng thay đổi rất là nhiều rồi. Rồi bây giờ nhân đây thì con mong muốn Bom thay đổi điều gì? Bây giờ con chỉ muốn là hai bọn con và đặc biệt là Bom ấy, làm tất cả những gì mà mình đang làm và tốt hơn thôi. Tại vì thực sự là những cái tật xấu đấy ấy, là Bom đều đang cải thiện rồi. Đấy, chứ không phải là không cải thiện. Thì chúc mừng con. Đã. Hai đứa này coi như trời sinh một cặp rồi. Đến quen nhau đến gần 10 năm cơ mà. Cho nên là coi như là hiểu, gần như là một cặp rồi, hiểu hết rồi. Các bạn luôn tỏa ra những cái năng lượng. Đúng. Đó, rất là dồi dào. Đúng. Đúng không? Cái thứ hai rất là đẹp đôi. Đó thì anh cũng cô chú ạ. Chú cũng mong á. Vâng. Chú cũng mong là hai vợ chồng cứ tiếp tục như thế này và phát triển hơn trong công việc. Đúng rồi. Và sẽ yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Dạ vâng. Và nếu được điều kiện đủ thì có thể thêm đứa nữa. Vâng. Dạ. Phải là cô đáng yêu quá, đẹp quá vậy, trời ơi. Hay là chị với em xin chương trình cho mình nghỉ khoảng chừng chút xíu đi, cái để chị điện lên cho Ngọc Trí á. Chị điện cái chỗ mà áo xóa sắc Việt á. Để mình mặc luôn, chị cũng mặc Nhật Bình, em mặc cái này gọi là áo gì nè, áo tất á. Áo tất đúng rồi, đúng rồi, áo tất đúng rồi. Nhưng mà chị liên hệ luôn bộ tóc giả cho em được không? Chứ trời, em nói thiệt kìa, em khổ lắm. Em đổi cái này lên nó rất là ngứa và nó rất là đau luôn á, còn nhức đầu lắm chị ơi. Phải có cái gì quấn lại á thì mới có đỡ thì không vậy. Ngứa à, thôi quá à, hai đứa thôi để xấu sao đi chị. Tính tiếp nha. Bây giờ mình hỏi thử rồi. Xem này, lý do gì mà hai bạn mặc cái những cái bộ cổ phục của Việt đó. Nam này để lên chương trình Vợ Chồng Son vậy? Vợ con trả lời vậy. Vâng, thì là bọn con thì có một cái kênh TikTok ạ. Thì lần trước thì bọn con có mặc cái cổ phục này và đi quay clip. Thì con thấy là có rất nhiều bạn trẻ comment ở bên dưới là nhờ các anh chị mặc mà em biết đến Việt phục của Việt Nam. Và em cũng định là sẽ mặc trong lễ cưới. Thì con thấy là nó rất là ý nghĩa. Nên là con muốn là lần đầu tiên bọn con được lên sóng ở trên truyền hình. Thì con mặc để cho nhiều bạn trẻ giống như bọn con thấy là Việt phục nó cũng dễ mặc ấy ạ. Đấy thì các bạn ấy có thể là trang phục của người Việt Nam chánh cống. Vâng. Từ cổ xưa ông bà mình đã coi là design rất là đẹp, từ màu sắc cho tới kiểu dáng rất là đẹp luôn. Con sao? Dạ. Con có tự tin và con thấy mình đẹp hơn, mình sao ta? Mình rất là gọi là đặc biệt á khi mà mình mặc cái áo tất này không? Vâng, con cũng thấy có, con mặc vào thấy đẹp hơn, đẹp trai hơn, tự tin đúng hơn. Đúng không? Tự tin ha, mà thấy rất là đứng đắn nè. Rất là một người đàn ông rất là lịch lãm, rất là đàng hoàng, rất là phải nói là công nhận không? Em công nhận không? Mà phải nhìn từ cái đầu gối trở lên. Chứ nhìn xuống dưới thấy nó mặc bộ đồ này mà nó mang cái gì ba ta. Thôi nó đùa thôi, chứ thật ra là nhìn hai bạn chơi bộ trang phục này, cái mình tự nhiên cái mình có một cái tinh thần tự tôn ở trong. Đúng rồi, tự tôn dân tộc của mình. Bởi vì đây là những cái trang phục của người Việt Nam. Đúng rồi. Chứ không phải là của cái quốc gia nào cả. Mình tự hào về điều đó nha. Rồi, và ngày hôm nay cũng rất là cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Như là hai đứa nói tiếng Bắc hết rồi, là tụi con sống ở Hà Nội à? Dạ, con ở Hà Nội ạ. Đi hả? Là bay vô đây. Vâng. Tụi con vô đây khi nào? Đêm qua là bọn con vừa đến lúc 1 giờ sáng ạ. Tụi con thích chương trình này không? Có, con rất là yêu thích chương trình ạ. Và con cũng xem rất là nhiều số. Con đã đăng ký tham gia chương trình này từ lúc nào thì mới tham gia? Con là các bạn gửi thông tin cho con chắc là cũng tầm được hơn tháng rồi ạ. Thì bây giờ thì con tham gia. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình như nào? Từng thành viên. Vâng, để con giới thiệu trước. Con tên là Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1997. Và hiện tại con đang làm lập trình viên ở ngoài Hà Nội. Nguyễn Quang Dũng. Vâng. Một cái tên nó rất là giống với rất một là ca sĩ luôn á. Không biết là mẹ con trước có mê anh Quang Dũng không ạ? Có. Mẹ con bảo là hồi đấy mẹ con đặt tên con theo ca sĩ Quang Dũng. Ồ vậy hả? Rồi khi mà con lớn lên rồi con có thích chú Quang Dũng hát không? Con thì con mới chỉ nghe một vài lần nhưng mà chắc là cũng có. Con cũng thích cái dòng nhạc đó đúng không? Tại vì cái cách của con cũng rất là Quang Dũng luôn á. Con rất là điềm đạm, rất là đỉnh đạt á. Và cũng đẹp trai giống như chú Dũng vậy đó. Rồi mời vợ Dũng.
Dạ vâng, con chào cô chú ạ. Con tên là Nguyễn Ngọc Huyền, con cũng sinh năm 97 ạ. Ồ, hôm nay mình lại vừa có nhạc trẻ vừa có cải lương nữa. Thế mẹ con có mê chị Ngọc Huyền không? Dạ, chắc là mẹ con cũng mê nhưng mà mẹ con không kể cho con ạ. Chắc là vậy đấy. Vâng. Rồi, thì con đang làm công việc gì? Hiện tại thì con đang làm sáng tạo nội dung cũng như là làm freelance, marketing freelance. Mà con cũng bằng tuổi với Dũng luôn. Dạ vâng, hai vợ con bằng tuổi nhau ạ. Vậy hai vợ chồng chắc là có một cái mối tình thanh mai trúc mã, quen nhau từ thời đi học đúng không? Vâng. Vợ con gặp nhau ở trường đại học ạ. Hồi năm nhất đại học. Năm thứ nhất đại học. Vâng. Thế tại sao lại một đứa cứ như con xếu ấy, xong rồi lại gặp một cái con bé gọi là trẻ trôi nước như thế mà lại yêu nhau là thế nào? Em kể. Sao vậy? Em kể đi. Vâng. Thì gặp nhau ở đâu? Vâng, lần đầu tiên bọn con gặp nhau thì bọn con gặp nhau ở sân bóng của trường đại học ạ. Thì đợt đấy là con tức là bọn con lên trường nhập học sớm. Thì con lên xong rồi con thấy kiểu buổi tối thì không có việc gì làm ấy. Thế thì con thì ở nhà thì cũng hay xem bóng đá với bố. Thế là con đi xuống sân bóng để ngồi xem bóng đá. Thế lúc mà con xuống thì là bạn này bạn đang đá bóng ở dưới. Thế nhưng mà nói thật là lúc đấy con chỉ xuống để mục đích là xem bóng đá, chứ con cũng không biết là ai đá bóng trên sân. Thế sau khi mà các bạn ấy đá bóng xong thì có một thầy giáo là thầy phụ trách bọn con, thầy quản lý ký túc xá. Thế thầy ra thầy gặp mấy đứa con gái mà ngồi xem bóng đá ấy, thì thầy bảo là ơ thế mấy đứa cũng thích xem bóng đá à, thì hay là để thầy tập hợp một đội bóng đá nữ cho các em đá bóng với nhau thì được không? Thì lúc đấy bọn con cũng thấy thú vị nên bọn con đồng ý luôn. Thế thầy bảo là thế nhưng mà con gái thì cũng không biết nhiều đá bóng, thế hay là để thầy cho các bạn nam làm huấn luyện viên. Thì là chính là các bạn này đang đá bóng trên sân. Thế con thấy thầy nói thế xong với bọn con, xong thầy ra nói gì đó với các bạn này. Thế một lúc sau thì chắc là chỉ tầm khoảng 3 đến 5 phút sau thôi, thì tự nhiên con thấy có hai bạn nam lao về phía con. Xong rồi các bạn ấy đứng đấy, xong rồi hai bạn ấy bảo là hai bạn ấy, một trong hai bạn sẽ là huấn luyện viên của con. Thế lúc đấy thì kiểu con cũng không hiểu là tại sao tự nhiên bạn ấy lao về phía mình xong là một huấn luyện viên. Thế sau này thì con hỏi lại thì mới biết là lúc đấy thầy mới ra bảo với các bạn nam là đi bê quân phục hộ thầy. Nếu mà chúng mày bê được quân phục hộ thầy thì thầy sẽ cho chúng mày hướng dẫn các bạn nữ. Tức là kiểu như là lao động không mất phí đấy ạ. Vâng. Mà trong hai bạn huấn luyện viên mà lao tới con đó, vâng, có bằng Dũng này không? Vâng có ạ. Vâng. Thế cuối cùng ai là người huấn luyện con? Lúc đấy là có con với là một thằng nữa là bạn thân của bọn con bây giờ. Thì lao đến thì xong cuối cùng con là người chiến thắng. con làm gì để được chiến thắng mà đây để con kể sâu hơn một tí. Hồi đấy là bọn con mới lên trường đại học thì trường con là có cái đi quân sự một tháng trước khi vào nhập học. Thì hôm đấy là kiểu đồng phục, kiểu quân phục từ trường dạy trường quân đội trở về trường con. Thì thầy mới nhờ bọn con đến và bê cái đống quân phục đấy từ trên xe xuống. Thầy bảo là thằng nào mà bê nhanh nhất thì thầy sẽ cho ra chọn các bạn nữ đầu tiên. Còn ai mà chậm nhất thì sẽ là người chọn cuối cùng. Đấy, thì con thì chắc cũng chân dài hơn các bạn một tí. chạy nhanh hơn thì con là chạy đến trước, xong bạn kia đến sau con một tí thôi. Thế nhưng mà gần, sao gần... con lại lao phắn vào con bé này mà lại không phải là con bé khác đó? Vâng, thì hồi đấy là hôm đấy là vợ con là mặc quần áo thể thao và là mặc đội bộ đội mà con yêu thích là Barcelona. Tức là mặc từ xa là thích. Con đã nhìn thấy là có một nhưng con bé mà mặc quần áo thể thao rồi là đã tia rồi đúng không? Nhưng mà con thấy cái gương mặt của cô này với dáng dấp của cổ là con có thấy xinh không? Hợp với mình không? Con vẫn luôn bảo vợ con là con thích vợ con từ cái nhìn đầu tiên. Nghĩa là cái lúc mà nhìn thấy là con cũng đã thích rồi, từ mặt này xong rồi đến kiểu dáng vóc con thích kiểu bé bé. Để con dễ bảo vệ đúng không? Xong lại còn mặc quần áo thể thao mà đội con mặc thích đúng nữa. Cái đội con yêu thích nữa, thế là thôi xong. Rồi là có hai anh huấn luyện viên. Đúng không? Tại vì hai huấn luyện viên coi như là thi nhau. Cái này nhưng mà chân dài hơn, nó chạy nhanh hơn thằng kia. Cho nên là chiến thắng. Rồi chiến thắng là một kèm một. Dạ vâng. Ngoài kèm con ra thì chú hỏi nè. Dạ. Con kèm thêm cô gái nào có. Lúc đấy thì thật ra là con cũng chưa có quan tâm sâu như thế. Thì con không biết nhưng mà con đoán là hình như là kèm một mình con. Thế thì con vẫn nhớ là chồng con ra một cái là xin số điện thoại luôn. Tức là thầy chưa nói gì là xin số điện thoại luôn. Bảo là bây giờ làm huấn luyện viên thì phải có số điện thoại. Thế là lần đầu tiên con lưu số chồng con trong danh bạ là Dũng huấn luyện viên. Sau đấy thì bọn con có thêm hai lần nữa để xuống gọi là tập bóng đá với nhau đấy. Và sau hai lần thì đội bóng tan rã. Đội bóng nữ tan rã. Vâng, tại vì là thật ra là các bạn nữ lúc đấy xuống ngồi chơi vui thôi, nhưng mà đến lúc đi đá bóng thật thì thấy hơi mệt. Mệt quá. Mệt lắm con ơi. Vâng. Đấy.
Rồi, xong rồi mà... có những đứa mà nó thích thật thì không nói. Giống như chị đi mà chị mà đá bóng thì chị sẽ thấy rất vô nghĩa, là bởi vì tại sao chị cứ phải tranh giành một cái trái bóng như vậy trong khi chị không có sức để chị chạy, em hiểu không? Rồi vô phước mà nó ngã xong rồi chầy chỗ mặt mày đấy thì chết. Ai cũng suy nghĩ như chị thì làm gì, có đội bóng nữ vinh quang coi như là vô địch thì bởi vậy mới nói châu Á cho nên chị có bao giờ làm được vận động viên đâu, chị chỉ làm cổ vũ thôi đó. Rồi Dũng ơi, dạ. Sau đó là có số điện thoại thì chắc có lẽ là đêm ngày nhắn tin cho nàng đúng không? Không, nếu mà thế thì hơi vồ vập, hồi đấy con cũng có chiến thuật lắm. Con chỉ tìm, có số điện thoại con chỉ tìm Facebook với cả kết bạn Zalo các thứ thôi. Thế xong rồi dần dần thì con mới... Tỏ tình. Kiểu không, con mới nói chuyện dần dần kiểu cưa cầm thôi chứ không phải là kiểu tán một cách trực tiếp đâu. Nhưng mà con biết là anh thích mình không? Thật ra là lúc đấy là con mới vào đại học thì mới chia tay một mối tình hồi cấp 3. Lúc lên đại học con nghĩ là không yêu ai hết, mình sẽ không yêu ai cả, lên đại học và học hành. Thế nên là lúc mà con lên ấy thì là trường con thì đặc thù là con học FPT thì là có rất nhiều nam nhưng mà ít nữ. Thế là lúc mà con lên thì cũng có rất nhiều bạn trai thì cũng thích. Thế các bạn tán ấy, nhưng mà con thì dự định là không yêu ai mà. Thế nên là ai mà tiếp xúc với con mà theo kiểu là hơi tán tỉnh mà định là để yêu đương ấy thì là con tránh luôn. Thế riêng bạn này thì bạn ấy nhắn tin và theo kiểu như kiểu bạn bè thôi. Ví dụ mà đi chơi ấy, thì bạn ấy cũng sẽ không rủ con đi chơi riêng xong rồi cố gắng để gần gũi thân mật quá. Mà bạn ấy sẽ đi chơi cùng với nhóm bạn của con hoặc là sẽ rủ con đi chơi chung với nhóm bạn của bạn ấy. Thế con lúc đấy con ngây thơ lắm, con tưởng là chắc là định kết bạn thật. Chắc là không định tán tỉnh cơ cẩm gì mình đâu. Thế là con đồng ý chơi cùng. Thế là con cũng nói chuyện và sau dần thì con cảm thấy là bạn ấy cũng thân thiện đáng yêu mà đặc biệt là vui tính ấy, con thích người vui tính. Thế nên là mình cũng không phòng hờ. Thế nhưng mà con vâng, đúng. Mỗi lần con nói chuyện với Dũng từng cái năm thì con có thấy mỏi cổ không? Có ạ. Chứ cô là cô cảm giác mỏi lắm ấy. Vâng. Từ cứ thế con, này. Con vừa phải đi khám thoát vị đĩa đệm. Nhưng mà hồi đó là Dũng là có nghĩa là cái chiều cao của con với Dũng là vẫn thế đó cho tới bây giờ là không thay đổi. Vâng, đúng rồi ạ. Thật ra thì chiều cao của con nó dừng thay đổi từ lớp 6 rồi ạ. Vâng. Vâng. Thôi rồi đến khi nào thì con mới coi như là mượn một cái cơ hội để mà con bày tỏ cái tình cảm của mình cho Huyền. Con thì cái hồi đấy con cũng kiểu nói chung là thông qua nói chuyện thì con cũng biết là bạn ấy cũng mới chia tay một cái mối quan hệ. Nên là con nghĩ là chưa nên vồ vập lắm. Nói chung là sau cái ngày bọn con quen nhau thì phải tầm nửa năm sau thì con mới chính thức tỏ tình. Trong cái quá trình đấy thì con tấn công nhưng mà như không tấn công. Tấn công mà như không tấn công là sao? Vâng. Kinh lắm. Vụ này con xin ôi cái loài sinh năm 97 nó kinh lắm. Thằng Trê Phi cũng như vậy đấy, lúc nào cũng coi như mặt lúc nào cũng bơ ra mà coi như là thờ ơ với tất cả mọi thứ. Coi đấy như là cũng là tính toán hết đấy. Đúng rồi, nó tính hết đấy. Rồi sao con? Vụ này con xin phép được kể vì con bị gài ạ. Thì đấy, tức là con bị gài đúng không? Vâng. Thì lúc nãy con có kể với cô chú là bọn con đi học quân sự. Thế thì trong cái hôm đấy là ngày 20 tháng 10, thế con đang ngủ trưa, tức là giữa trưa, 12 giờ trưa thì con nghe thấy tiếng loa gọi xuống là Nguyễn Ngọc Huyền, lớp trưởng lớp PC1117 đi xuống sân tập trung. Nếu như mà bạn không xuống thì cả phòng sẽ bị phạt. Thế con tưởng là con làm gì đấy, bị phạt. Thế con sợ quá, con đi ra thì vừa thò đầu ra con thấy có một trái tim ở giữa sân trường. Thế là tất cả các bạn nam xếp thành một hình trái tim ở giữa sân trường. Thế là con bảo ô thế nào lại ai tỏ tình mình à, con sợ con chạy luôn vào trong phòng. Thế xong lúc sau thì con thấy thầy giáo lên tận nơi. Thầy giáo bảo là các bạn định tặng hoa cho em thôi, không có gì đâu thì em xuống đi. Thế xong các rồi bạn là nhiều người hả? Vâng, đấy thì con nghĩ là các bạn nam định tặng tức hoa là cho các bạn nữ. Bọn thế con là con xuống là nó xếp hình trái tim. Vâng. Chắc ông này đầu tiêu. Vâng. Ông này là kịch bản của ông này. Đấy, ông lập trình mà. Là tỏ tình là tỏ tình này chắc là tỏ tình tập đấy, thể. Đấy, nghe thì có vẻ thế ạ. Vâng. Thì lúc mà con xuống đến nơi ấy, thì con mới biết là đấy là chương trình tặng hoa mang tiếng là chương trình tặng hoa 20 tháng 10. Và thầy giáo thì vẫn là cái thầy hôm trước mà lập đội bóng nam đấy ạ. Vâng, vẫn là thầy đấy. Thì thầy là bệ đỡ, còn background của đúng ạ. Thầy hôm nay thầy sẽ thầy sẽ rất hạnh phúc. Vâng. Đấy thì là thầy đã tổ chức cho cái buổi đấy và thầy bảo với các bạn nam là đầu tiên bây giờ thích đứa nào là đăng ký, thầy gọi xuống cho mà tặng hoa. Đó thế thì chồng con mới đăng ký luôn. Thế mà lúc mà gọi con xuống ấy thì với cái khung cảnh như thế thì ai cũng nghĩ con được tỏ tình. Cả trường nghĩ con được tỏ tình luôn. Thế là con đi xuống đến nơi thì chồng con lúc đấy tay cứ run run này. cầm bông hoa đúng không? Dạ vâng, cầm bông hoa tặng con, tay cứ run run này. Thế xong rồi đưa cho con bông hoa. Con nhận xong thì chồng con bảo là tớ thích cậu đấy nhưng mà tớ chưa tỏ tình đâu.
nên là cậu đừng có sợ. À, thế là tỏ tình như chưa tỏ tình. Vâng, thế là một mình con và bạn ấy biết là không phải tỏ tình, nhưng mà cả trường vẫn nghĩ là con được tỏ tình rồi. Thế lúc đấy thì người ta bảo là người ta không tỏ tình, tặng hoa thôi thì mình không nhận thì nó cũng kỳ cục. Thế con đành phải nhận, thì khi con nhận thì mọi người nghĩ là con đồng ý. Vâng, thế là bạn ấy thấy con cầm một phát là bạn ấy ôm con luôn. Và bạn ấy vẫn run nhá chú. Bạn ấy vẫn run run này này xong cả ôm. Trường có vỗ tay không? Vâng, cả trường hô cứ Quang Dũng, mông 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 mông. Tại vì biệt danh của chồng con là Mông. Thế xong rồi chồng con run run này thì con đẩy ra luôn. Con đẩy ra luôn, thế xong rồi về sau hôm đấy thì là con có vài bạn nữa cũng kiểu cũng tấn công xong rồi nhắn tin này kia đấy. Thì tối hôm đấy thì các bạn tưởng là con vừa được tỏ tình. Thì các bạn nghĩ là đây là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu mà mình không tỏ tình thì bạn ấy sẽ yêu người khác mất. Thế là hôm đấy có đến 3-4 người đồng loạt tỏ tình với con. Thì tất nhiên là con từ chối hết, tại vì con có định yêu đương gì đâu. Thế là còn lại một mình bạn ấy. Thế là cả trường thì nghĩ là bạn ấy thành công rồi, trong khi một mình con với bạn ấy biết là chưa yêu nhau. Thế là em một... thấy cái sự gài của nó chưa? Thế là bạn ấy đã một mũi tên và bắn hết tất cả các con chim vệ tinh xung quanh. Bắn một loạt chim nhạn. Thôi con ơi, con có một cái tư duy lập trình từ cái lúc mà con chưa làm cái nghề đấy con nhỏ. Sợ thật ý. Thực ra con nghĩ là lúc đấy mà nếu tỏ tình trước kiểu đông người như thế thì cái tỷ lệ fail nó rất cao. Nên là con cũng bảo luôn bạn là con thích thôi nhưng mà con chưa tỏ tình đâu. Đấy thế. Đấy. Coi như là chơi liều. Thực ra là những đứa kia nó tỏ tình là con từ chối ngay và liền. Con từ chối luôn ạ. Cuối cùng cũng lọt lại mình ông Dũng. Vâng. Quá hay. Thật. Một mũi tên bắn 5-6 ngàn, thậm chí cả chục con ngàn luôn. Quá hay luôn. Hôm đấy về thì chồng con bị bê lên trên confession của trường, bị chửi quá trời, tại vì giữa trưa cô ạ, 12 giờ trưa gọi con gái nhà người ta xuống xong bắt loa ầm ầm lên. Thế là thành ra cả trường, thay vì là chỉ có mỗi khóa con đi quân sự biết con được tỏ tình thì bây giờ cả trường biết. Con về đến trường không ai tán con nữa. Đấy, kinh chưa? Em thấy anh Dũng nó kinh hồn chưa? Sợ thật chứ. Quá tinh cường. Nhưng mà là thầy nói chung cũng phải cảm ơn thầy giáo. Vâng. Nhờ thầy mình mới được phát loa. Vâng. Mới có cơ hội chứ, đúng không? Vâng. Hồi thầy vẫn ở công tác ở trường, bọn con vẫn gọi thầy là bố suốt. Kiểu chêu chêu vui vui. Rồi sau đó bao lâu thì mới là có nhiều chính thức công khai luôn. Sau đấy thì chắc là phải tầm 5-6 tháng sau thì lúc mà về trường rồi thì nói chuyện nhiều hơn thì bạn ấy thấy là con bắt đầu thấy cũng xuôi xuôi ấy, thì lúc đấy bạn ấy mới tỏ tình với con. Thì đến lúc đấy thì con cũng kiểu quý mến bạn này rồi và lúc con cũng không còn sợ nữa. Là thiệt tỏ tình. Vâng. Chứ không phải giống như là tỏ tình mà như không tỏ vâng. tình. Vâng. Đấy thì đến cái hôm đấy thì bạn lại tỏ tình với một mình con thôi. Vâng. Có hoa rồi có nhẫn rồi có bánh kem hay gì không? Vâng. Trong mơ của tất cả các cô gái thì chắc là tỏ tình kiểu như thế á, nhưng mà không. Người yêu con hôm đấy thì rủ một bạn nữa cùng phòng xong gọi con đi chơi, thì con vẫn nghĩ như mọi khi là chồng con hay rủ các bạn đi chơi cùng. Thế ba đứa đi chơi thì thằng kia con thấy nó cứ đi lùi lùi ở phía sau. Thế xong rồi lúc bọn con đi lên đến trên sân thượng của cái ký túc xá thì thằng kia nó ra nó đứng canh cửa luôn. Thế con bảo là sau này đi chơi gì mà hệ kỳ cục, kiểu lên chỗ riêng tư xong thằng ấy nó còn lùi về đằng sau. Theo hóa ra là lúc đấy thì chồng con mới tỏ tình, bảo là tớ thích cậu ấy. Thì chồng con cũng bảo là chồng con không muốn là con bối rối khi mà phải trả lời ở giữa cái chỗ đông người như thế. Nên là đến lúc mà tỏ tình thật thì chồng con tỏ tình ở chỗ mà chỉ có hai đứa. Lúc đó con trả lời lại sao? Vâng, thì con cũng đồng ý ạ. Tại vì chồng con bê con lên cái lan can ấy chú. Con sợ độ cao, chồng con bê lên trên lan can xong chồng con bảo là cậu không tự xuống được đâu, bây giờ cậu có đồng ý không? Tại vì đối với ông bê một cái một mà. Vâng, đúng còn không? Con thì không trèo mà. Đây con ngồi bây giờ con chưa chạm đến đất. Thế con không tự trèo xuống được. Nó không dám xuống. Tại vì bây giờ không đồng ý. Là không có cơ hội đúng rồi. Vâng. Có mỗi một cái bạn kia thì bạn ấy đứng canh cổng ở tuốt xa rồi. Xong lúc đấy chính thức coi như là vâng, bọn con chính thức yêu nhau là thế thôi. Không tặng nhẫn, không tặng hoa. Vâng. Rồi có tặng nụ hôn không hay như thế nào? Nụ hôn thì có. Là ngay tại lúc đó luôn. Vâng. Thực